Rồi, hả? Xin chào bạn mình là Tròn ha. Ngày hôm nay mình sẽ lên không phải là cá nhỏ nữa mà sẽ là một cái combo thao 10 bé coi rất là đẹp luôn. Kích thước sẽ là từ 37 cho đến 40 cm cho một bé ha. Các bạn có thể thấy được cái body cũng giống như màu sắc của 10 bé này rất là ok luôn. Bao gồm những em trắng đỏ, những em trắng đỏ đen, những em vàng karashi đơn sắc và một em cọp. Đó thì tổng sính lễ để rước nguyên một cái thao này cực kỳ là mềm luôn. Học sinh sinh viên các bạn, 4 củ cho 10 bé. Còn nếu như các bạn muốn xé lẻ từng bé thì sẽ là 450 cành cho một bé. Combo nguyên thao như thế này, y như trong hình trong clip, thì sẽ là 4 củ cho 10 bé ha các bạn. Còn các bạn xé lẻ thì sẽ là 450 cành cho một bé. Rồi, cá thì bên mình giao tất cả các tỉnh thành và có bảo hành vận chuyển. Bạn nào yêu thích cái lô cá này thì liên hệ với mình. Số của mình ở trên avatar góc bên tay phải màn hình ha các bạn. Ngoài ra thì bên mình còn có những cái dòng cá coi size nhỏ kích thước 15 cm. Thì bạn nào yêu thích loại nào thì cứ liên hệ với mình ha. Bên mình sẽ tư vấn và tiến hành vận chuyển cho các bạn một cách an toàn và đảm bảo nhất. Rồi, cảm ơn.